mang phổi là một cái hệ thống và gồm có hai lá. Thứ nhất là lá tạng, thì đây trên hình này chúng ta thấy là lá tạng áp sát vào mặt ngoài của phổi và nó lắc vào đến các cái kẽ thủy phân giang thủy đến tầng rốn phổi nha, lắc vào cái giang thủy đến tầng rốn phổi. Rồi ở rốn phổi thì nó lật ngược lại liên tiếp với màng phổi thành. Màng phổi thành ấy, thì nó sẽ có cái các cái màng phổi thành tương với các màng. Chúng ta có màng phổi đình, màng phổi trung thất hay là màng phổi trong, màng phổi xương và màng phổi vặn, màng phổi thành này. Và các cái màng phổi thành này tương ứng nó sẽ được kết dính vào mặt trong của lồng ngực, cơ hoành và các cấu trúc của chúng ta bởi mô liên kết mà tùy từng nơi nó có tên khác nhau. Ví dụ như cái nó, nếu nó kết hợp với mặt trong của thành ngực thì gọi là mạc nối lồng ngực. Nếu nó kết hợp với cơ hoành thì nó gọi là mạc hoành màng phổi. Vì là nó giống như là nó được phết một lớp keo để dính vào các cấu trúc xung quanh, thì lớp keo đó được gọi là mạc nội ngực. Nếu nó dính vào mặt trong thì nó gọi là mạc hoành màng phổi. Nếu nó dính từ hoành đến màng phổi thì dính nữa mà. Đây chi vậy? Tại sao mà phải thành thành cần dính vào các cấu trúc của thành ngực là gì? Thì sao? Nếu nó không dính được không? À, nếu nó không dính có được không ạ? Thì sao? Cái màng phổi thành nó bắt buộc phải dính vào các cấu trúc xung quanh, đặc biệt vào thành ngực và cơ hoành. Là vì khi chúng ta hít vào thì lồng ngực chúng ta giãn ra. Lồng ngực giãn ra thì nó kéo màng phổi thành đi, màng phổi thành dính vào lồng ngực thì nó kéo theo với lồng ngực. Cơ hoành hạ xuống đồng nghĩa với nó sẽ kéo màng phổi thành bọc thành đi xuống dưới, đúng không ạ? Và như vậy thì nó tạo thành một khoảng trống giữa giữa gọi là tạo thành khoảng trống chứ không phải đâu, nó tạo thành một áp lực âm giữa màng phổi thành và màng phổi tạng. Và như vậy thì khi mà tạo áp lực âm thì sao? Màng phổi tạng sẽ bị kéo về phía ra với hoành để áp sát vào màng phổi. Và như vậy phổi giãn ra nha, phổi giãn ra tạo thành áp lực âm trong các bên này và khí nó buồn từ ngoài vào. Nhưng nữa không ạ? Rồi, ở đây thì còn lại vừa là gì? Bình thường thấy màng phổi hầu như là một con ạc, nó chỉ có ít thanh dịch để cho màng phổi di chuyển không bị cò sát, không ma sát ở đâu. Nhưng khi mà nó bị nhiễm trùng bởi khí hoặc dịch, dịch có thể là mù, có thể là máu, nhưng nếu đúng ạ, thì nó gọi là tràn dịch, tràn máu hoặc là tràn khí màng phổi. Và lúc đó thì sao ạ? Phổi sẽ bị đoán độ. Là chưa kể nếu mà tràn khí nó còn thêm từ là nó còn thao hấp hoặc là cái gãy cái gì đó, cái mặt sự cũng gọi là thao hấp đại đường nữa, là càng hít vào thì phổi càng gãy. Rồi vào đây chúng ta có hai ngách. Ngách thứ nhất đó là ngách sườn trung thất. Ngách này là nơi nối tiếp giữa màng phổi thành của mặt sườn với màng phổi thành của mặt trong hay mặt trung thất. Ở bên phải thì không có vấn đề gì, là tại vì gần như là đi sát với cái bờ trước của phổi và phổi lắc đến tầng cái ngách này. Nhưng ở bên trái thì có cái chậu này, do cái khuyết tình mà ở đây có một quả của ngách sườn trung thất ở bên trái, nó không có cái bờ phổi che mặt, và đó là nơi chúng ta lợi dụng chậm do là ngoài tim. Và cái ngách thứ hai là ngách
sườn hoành, thấy rõ không ạ? À, đây là cái ngách sâu nằm giữa cơ hoành với xương sườn của thành đực. Còn dương nữa ạ. Và cái ngách sườn hoành này hồi nãy chúng tôi nói rồi, bờ dưới ngách sườn hoành nó đâu? Tương ứng với nó cắt những xương sườn áo, tương ứng cắt vừa ở 8, 10 và 12. Thấy dương được chưa? Do đó chúng ta áp dụng cái gì? Thứ nhất là chạm gió tháng năng phổ chạm gió thì thế nào? Theo các chị, nếu chạm gió năng phổ thì các chị chạm vì thế nào? Chạm vì thế nào? Phần gan sườn 8 đường nó chịu. Chạm gió năng phổ này nhớ dùng cho hai cái khái niệm khác nhau. Một là chập vào màng phổi và hai là dần lưu màng phổi, hai khác nhau. Chập vào màng phổi thì thường cái chập ở khoảng cách sườn 8 là gì? Nó vào được cách sườn hoành nhưng mà nó nằm dưới bờ dưới của cơ hoành. Thì như đúng không ạ? Đương nhiên hiện tại người ta vẫn có một cái khuyến cáo là nếu như tốt nhất chập vào màng phổi dưới hướng dẫn chưa? Thì như đúng không ạ? Bây giờ có phương tiện chẩn đoán ngay, trước đây thì hoàn toàn nhiều lâm sàng thôi, nhưng hiện tại chúng ta có phương tiện thì người ta đặt cái đầu dao cho ông đây này ha, và người ta thấy được cái giới hạn của cái ngách sườn hoành và người ta đâm vào cái vị trí mà có dịch mà thôi, và như vậy an toàn nhất là tại vì nhiều khi là mặc dù chúng ta đã thần trọng đâm ở cái gan sườn 8 nhưng nó vẫn có thể vào chặt thung cái bờ dưới của phổi. Đặc biệt là gì? Nếu bệnh nhân không biết vào gan thường thường khi mình chặt vào nhớ chú ý là bảo bệnh nhân thở ra hết sức thì chúng ta chặt. Nếu như không có siêu âm, ví dụ các chị về đứng xa chẳng hạn mà không có siêu âm thì làm phải nhiều là chúng ta chỉ hoàn toàn nhiều lâu xa đúng không? Thì bảo bệnh nhân thở ra hết sức thì lúc đó cái bờ dưới phổi nó nâng lên và chúng ta chọc cái khả năng để mà chọc vào chọc vào phổi dưới tầng. Nhớ lưu ý dùng là bao giờ khi chọc vào màng phổi bao giờ người ta cũng phải dùng cái tay để giới hạn cái kim, cái đoàn kim thì có khoảng 1 cm thôi, 1 cm đến 1 cm để chỉ được cái gì. Và chọc thì người ta đâm qua khi mà thấy thân tay thì là đang thấy nó có một cái lực cũng như nó đâm qua ngay thì đây là ngay và cũng nhờ cái tay này để chúng ta nhìn chúng tôi là đâm một cái vòng thọc qua luôn đó, thọc luôn thì đào thọc cái gì gan đây này, vấn đề nó lắc rồi nha thân tay người ta thường là nếu không ấy xuyên qua cái vòng luôn đó à. Rồi đó là chập vào màng phổi, còn dẫn lưu màng phổi thì sao? Dẫn lưu màng phổi. Đây thì bên trong thì thấy lại cái hình ảnh của bờ dưới phổi và bờ dưới của ngách sườn hoành. Còn nhớ lưu ý rằng là đối với cái dẫn lưu thì hai vị trí dẫn lưu khác nhau. Dẫn lưu khí thường là dẫn lưu ở viêm thượng hạch, đường thượng đạo hoặc là 3-4 đường thắt trước. Còn dẫn lưu dịch thì dẫn lưu ở đường thắt dưới hoặc đường thắt sau 4 hoặc 5 thắt dưới hoặc đường thắt sau. Nghĩa rằng là chập do thì thấp hơn nhưng dẫn lưu thì cao hơn. Nhưng dẫn lưu cao hơn để duy trì các chị nhớ nè, đối với dẫn lưu khí bao giờ ví dụ ở nhân sự ha, như khi mà sau khi đưa con ca vào rồi đó ha, đưa cái ống dẫn lưu vào phổi vào thì bao giờ người ta là hướng lên trên và ra sao thì là đẩy lên. Nhưng vì sao mà người ta lại dùng đường rách trước, xin lỗi, đường trung đầu hai đường rất trước mà người ta dùng đường rất chỉ là đường rất sau đối với dẫn lưu khí, đó là vì bên lòng khí nó đổ lên trên, nó nằm ở phía trên, do đó thì dẫn lưu này
hoặc là đây. Ví dụ nó dịch thì nó ở đây hoặc là đây. Là vì mình đang nằm thì dịch nó đồng xuống dưới. Thì tiêu đỡ quá. Và bao giờ dịch lưu dịch cùng vậy. Ví dụ như lương là giá trị 4 nhận hàng. Thì người ta đưa vào xong thì người ta hướng cái ống dịch lưu xuống dưới là làm sao. Còn cái khí thì hướng lên trên là sao. Tất cả mọi chuyện này đều là cái chuyện mà mình có thể suy nghĩ được, lý giải được. Và nếu chúng ta chịu đến nỗi làm, chúng ta làm đúng. Nè, được chưa?